đứng thủ tấn rồi, thấy ghê không? Thôi coi bự hơi bự rồi. Chống ra là cắm lại đi, cắm chắc xuống dưới. Đi tìm mà con gì đây? Nó cắn tấn và không được sâu. Ủa màu xanh hay là màu trắng vậy? Màu em á. Màu xanh. Cá qua trái nha. Bóp trái, bóp trái đó. Đây nào qua đây nè, có trái qua đây. Đó, nó chạy cái gì mà ghê vậy? Cá bự, cũng gần đầu không à. Chà. Rồi cá mè luôn. Mè giá trơn. Có giải hả? Ồ, admin có sổ tiếng rồi nha. Chết mẹ này anh nọc nó đông xuống rồi. Bự lắm mà. Đưa đưa cho nó chạy đi. Từ từ thôi, chứ từ từ thôi. Từ từ nha. Thì đó giờ cái này là anh Nguyễn Nguyễn Phú Rốc, admin của hội câu cá Cha à, lên con cá này chắc khoảng tầm khoảng chắc 1 ký mấy quá. Ồ con lên cò, lên cò đóng đóng. À, à, dần lấy vợt, lấy vợt, lấy vợt. Nhà quá hớp rồi. Rồi quá hớp rồi. Rồi xong, cá máng. Ê mà cái máng. Không phải cá máng, máng kỳ luôn. Máng kỳ luôn rồi, hên rồi. Coi chừng cái bún cái mặt á. Gấp 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 gấp. Mạnh lên. Chắc là đồng dày nhiều quá. Con này 4 có, 4 lấy lên. Con này 4 mà. Con này 4 lấy lên. Không, con này 4 à. 5 luôn mà ú ù luôn rồi. Rồi con này tầm khoảng 5 kg có, 7 8 kg. Không chắc chắc. Nó còn 4 lẻ. Rồi chủ nhân của con cá này là ai ta? 48. Đây à. Đây 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 đây, quay qua đây Phú. Lưỡi lên. Con này á.